Rồi, nằm thế này đấy. Đau quá. Tao ngồi không được. Bị bao lâu rồi? Ba mấy năm rồi. Mà cái mà bờ em đây á bị thối quá cuộc sống thì ba mấy năm rồi. Còn cái bờ đây cỡ ba năm. Ba năm nay rồi. Nhưng mà trước đó ba mươi mấy năm có bị té, bị ngã gì không? Có bị té mà nó hồi trước khi còn trẻ thì dính bất. Đó đó đó. Lấy ra để thở lại. Đây khói quá mọc gai đầy hết tất cả cái khúc cứng cổ C3, C4, C5 bị hết. Xuống lưng. Ôi chà, cái này khó nha, nó dính luôn khớp rồi. Gai mọc ra nè, nhìn nè. Gai mọc ra thấy chưa? Nè gai nè, gai nè, gai lớn nè, mọc mà nó dính luôn. Mà L4, L5, L5, X1 luôn. Ra này người cứ ngắt giống như cái khúc cũ ấy. Có một cái đốc sống bị xẹt, bác sĩ. L5, X1. Xẹt luôn. Từ cuối bọn còn không được, cuối tới đây là hết. Rồi bây giờ xích ra thì chú quay cuối thử. Đây. Quay qua đây, quay ngang lên, đó rồi, cuối xuống. Tới đó rồi, nó cứng hết rồi. 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 Làm cuối bọn cùng hai tay. Rồi. Hôm qua giờ có gì ăn chưa? Dạ chưa. Đi giờ? Ở nhà con. Từ ở Quảng Đông. Dạ. Ở đâu có gì đâu, điều kiện nội. Không gì không ăn là mới vô nhà con chứ anh à, thì không nói vậy được chứ còn nói bây giờ cái kiểu mà bị bắt ăn cái gì thì nó không có điều kiện. Nó buộc phải ăn nên vậy ăn cho nó vui lành. Nhưng mà còn chèm đó thì có chèm đó. Rồi hớp không khí có hớp. Nhưng mà dấu đầu chiều nay bắt đầu nhịn nha. Dạ. Rồi được rồi. Ok. Cái này anh giữ dùm. Tôi đứng một chỗ á là đứng cỡ nào thích lên. Mùa lễ cũng mong đi. Mùa lễ tê 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 lại. Rồi bây giờ đi đứng sao rồi sao? Đi đứng thì coi như đi lại thì đang cũng bể cái đầu. Rồi đi đi thử lên, đi lẹ thử lên. Đi lẹ cho nó ra ta. Đó đi lẹ, vậy là lẹ nhất rồi phải không? Dạ. Rồi nhanh lên thử coi, nhanh nữa coi. À, chạy nổi không? Đây là về rồi rồi, ok, làm đi. Còn tay bắt đầu tê, cái rồi biết rồi, biết rồi. Ông là bị, ông này mà chữa được khỏi là thần kỳ á. Tại vì là cột sống cổ, cột sống lưng con gai rồi mọc rồi đầy hết. Bây giờ ăn hết thôi, nha. Có đi làm nhập lưu rồi rất nhiều lần lắm ở đây cũng tới rồi. Nhưng mà tại cái bệnh của anh đó là suốt cả đời, do đó là bây giờ bắt đầu từ bây giờ ha, là phải nhịn ăn, coi như là có một cái liệu trình mới nhịn ăn, hút không khí dồn đá đàng hoàng ha, làm nghiêm túc rồi còn nó đỡ được cái gì có đỡ, chứ còn không có nói tới chuyện mà khỏi được. Là không có làm gì khác hết, còn nếu mà mổ còn tai hại hơn nữa, không có làm gì được hết. Bây giờ chỉ có cách đó thôi, rồi còn học mấy cái cách ở đây á, thì anh á là không phải chỉ học cái lớp này không mà phải học lớp buổi chiều nữa. Có học lớp buổi chiều chưa? Dạ chiều bữa nay mới lần đầu tiên không có. À bữa nay lần đầu tiên hả? Dạ. Chiều nay đăng ký học lớp buổi chiều. Dạ. Để mà học mấy cái cách để chỉnh cái cuộc sống ở tự mình ở nhà. Rồi. Chứ còn không chắc được, không ai cứu mình được đâu. Thầy thuốc chẳng qua là
giúp cho anh một phần nào để móc túi anh thôi. Chứ còn bây giờ chính mình phải tự cứu mình mới được. Dạ, giờ nói với con là giờ, chiều nay về nó là bố ăn không được. Nằm đây. Má áo gì nữa. Điên công vụ không mới bị có 30 năm rồi. Lưng cỡ cổ này ai mà bị nặng cái là vớt buổi chiều nó đè ra người này
người nọ làm cho mình làm suốt là nó được lưu thông rồi nha. Rồi xin chúc mừng đến đây được mừng quá. Hốt đi anh em, chùm game nào anh em. Khỏe bên trong, đẹp bên ngoài, phòng ngừa bệnh, tăng đề kháng, giúp ăn ngon, ngủ ngon, tiêu hóa tốt. Liên hệ khóa học theo điện thoại Sài Gòn 0918 133 635, Hà Nội 0326 811 258. Để có trong tay đá Trường Gan cặp đá Diệu Kỳ đến tận cửa nhà, bạn hãy liên hệ thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực phía Nam, điện thoại 0858002299 hoặc 0937853823. Hà Nội và các khu vực phía Bắc, điện thoại 0832186688 hoặc 0983581652.